Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Sáng ngày 9 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44. Sau phiên khai mạc, Thủ tướng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 phiên toàn thể và hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 phiên họp hẹp. Buổi chiều, Thủ tướng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tham dự các sự kiện đối thoại với đại diện Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN AIPA, đối thoại với đại diện Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN ASEAN BAC, đối thoại với đại diện thanh niên ASEAN. Hội nghị cấp cao ASEAN 44-45 và các hội nghị liên quan tại thủ đô Viêng Chăn, Lào diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Với tâm thế sẵn sàng đóng góp và nỗ lực hết mình cho thành công chung, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ truyền tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của ASEAN. Theo chương trình nghị sự và chương trình hoạt động, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ trao đổi nhiều nội dung quan trọng, bao gồm các biện pháp thúc đẩy kết nối và tự cường khu vực theo tinh thần chủ đề của năm nay là ASEAN, thúc đẩy kết nối và tự cường, củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN hướng tới mục tiêu liên kết sâu rộng hơn và chuẩn bị cho tương lai phát triển cao hơn của ASEAN, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên cơ sở hiệu quả, thực chất, cùng có lợi và thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonsay Sinphandon và Thủ tướng Campuchia Mun Manet ăn sáng và làm việc. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Lào dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của người đồng cấp Sonsay Sinphandon, Chủ tịch ASEAN 2024. Với hơn 20 hoạt động diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10, đây là hội nghị cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm, có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Mang chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, các hội nghị cấp cao lần này cũng là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi và đưa ra quyết sách chiến lược về những vấn đề quan trọng đang đặt ra cho ASEAN nói riêng và khu vực nói chung. Các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó có việc thúc đẩy hoàn tất đúng hạn kế hoạch tổng thể 2025 và xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 cùng các chiến lược triển khai trong thời gian tới. Hội nghị cũng bàn việc kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, nhất là về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng được quan tâm hiện nay, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Dự kiến hơn 80 văn kiện sẽ được đệ trình các lãnh đạo thông qua, ghi nhận những lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chống tội phạm mạng, phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Tham dự hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng trong nhiều phiên họp nhằm chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề đang đặt ra hiện nay cho ASEAN và khu vực. Việt Nam cũng cùng các nước thảo luận tìm kiếm hướng đi và giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác và liên kết khu vực, củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN và các đối tác, đồng thời chủ động trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước và đối tác để thúc đẩy quan hệ hợp tác cũng như trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Việt Hùng khẳng định, với tâm thế sẵn sàng đóng góp và nỗ lực hết mình cho thành công chung, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ truyền tải nhiều thông điệp quan trọng. Một là định hướng hợp tác ASEAN, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng theo xu hướng xanh, số, bền vững sẽ là ưu tiên hàng đầu của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Hai là định hình tương lai ASEAN. Trước các chuyển động nhanh, mạnh, sâu rộng của thời đại, các chiến lược phát triển mới của ASEAN được kỳ vọng nâng tầm hợp tác và liên kết ở khu vực theo hướng đổi mới sáng tạo và hành động. Ba là định vị, vai trò của ASEAN. Ông Việt khẳng định ASEAN đã phát huy vai trò cầu nối, truyền tải các khuyến nghị và góp phần gắn kết các ưu tiên quan tâm chung ở khu vực với toàn cầu.
Với thành quả đã đạt được sau gần 6 thập kỷ, ASEAN có đủ khả năng và năng lực để tham gia và đóng góp sâu hơn, hiệu quả hơn trong các vấn đề toàn cầu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định. Tại thủ đô Viên Chăn của Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Lào. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành tham gia đoàn công tác. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, Đại sứ quán đã luôn chủ động nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, đặc biệt là triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hiện Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước có đầu tư lớn nhất tại Lào với tổng vốn đăng ký trên 5 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch thương mại song phương trong những tháng đầu năm 2024 đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu trên 2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Hiện có khoảng 100.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào. Thời gian tới, Đại sứ quán luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam, giúp kiều bào yên tâm làm ăn sinh sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Lào và đóng góp cho quê hương đất nước, cho quan hệ Việt Nam-Lào. Đặc biệt, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam hết sức quan tâm, có nhiều hoạt động tôn vinh và thúc đẩy việc gìn giữ, học tập tiếng Việt. Đáng chú ý, về ngoại giao kinh tế, Tổng lãnh sự quán và hai tỉnh Điện Biên Lai Châu đang triển khai dự án hợp tác trồng thí điểm 8 hectare cây mắc-ca. Tới đây, nếu hiệu quả sẽ mở rộng. Bà Kiều Thị Hồng Phúc đề nghị các bộ ngành quan tâm hỗ trợ, hợp tác với Lào về công tác này và cho biết sẽ mở rộng hợp tác trồng thí điểm một số cây phù hợp với Bắc Lào như tre bát bộ, quế. Thiếu tướng Đào Xuân Lân, trưởng cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, báo cáo về các hoạt động hợp tác với Lào, đặc biệt là hợp tác phòng chống tội phạm, cho biết hiện Bộ Công an đang triển khai hai dự án hỗ trợ phía Lào, gồm xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy và xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư cấp căn cước công dân. Sau khi nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào rất đặc biệt. Các cơ quan đại diện Việt Nam cùng các cán bộ phải quán triệt tinh thần chân thành, tin cậy, cởi mở trong quan hệ này. Thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vẫn tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp. Quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng biểu dương các cơ quan đại diện tại Lào đã vượt nhiều khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Thủ tướng nêu rõ, trong quan hệ Việt Nam-Lào, quan hệ chính trị là nòng cốt, đồng thời phải thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực và các lĩnh vực khác, góp phần củng cố, vun đắp cho quan hệ Việt-Lào ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.